Vitamin Plus tăng cường lưu thông máu và bảo vệ hệ thần kinh. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Chương trình được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long. Ngay bây giờ thì quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi để được tư vấn miễn phí theo số điện thoại rất là quen thuộc 1900 1259 hoặc là 0896 509 509 quý vị nhé. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi một vấn đề cũng hết sức là quan trọng đến liên quan đến bệnh tiểu đường, đó chính là tê bì chân tay ở bệnh nhân tiểu đường, cảnh báo nguy hiểm. Chương trình được sự tài trợ của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Thưa quý vị, có thể nói là trong cuộc sống, bệnh tiểu đường là một trong căn bệnh hết sức nguy hiểm. Nó có thể sống với chúng ta cả cuộc đời luôn. Người ta thường nói là bệnh tiểu đường là phải biết sống chung với lũ. Và làm sao để chúng ta có thể kiểm soát đường huyết tốt, làm sao ta có thể kiểm soát được những cái xung quanh của bệnh tiểu đường, đó chính là tê bì chân tay và biến chứng thần kinh cũng như mạch máu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ bác sĩ Lê Anh Thư để tìm hiểu nguyên nhân và cách đề phòng bệnh tiểu đường. Chào bác ạ. Chào anh Quyền Linh, chào khán giả. Và hai khách mời ngày hôm nay cũng liên quan đến tê bì chân tay, đó chính là anh Bình và chị Dung. Xin chào anh chị. Hôm nay thì anh chị có thể thoải mái nói về cái hiện tượng của mình, những cái biểu hiện gì đó mà liên quan đến bệnh tiểu đường cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Thư sẽ chia sẻ cùng anh chị nhé. Xin mời anh chị. Cách đây khoảng nửa năm á, tôi thường bị tê bì tay chân như là bị kiến bò đó, nóng bỏng và châm chích như là có cây kim châm ở bàn chân bàn tay. Nhiều lúc mất cảm giác, tôi lại cứ nghĩ đây là bệnh của người lớn tuổi nên không có đi khám gì. Nhưng đến khi mà tình trạng tê bì tay chân một ngày càng nặng hơn á, rồi lặp đi lặp lại thường xuyên hơn á, gặp khó khăn trong việc đi lại, mỗi bước chân á đều cảm thấy đau đớn tê buốt, tôi mới đi khám. Sau khi khám, bác sĩ chẩn đoán tôi là bị mắc cái chứng bệnh là thần kinh ngoại biên và mạch máu do bệnh tiểu đường. Đó là những biểu hiện của anh Bình, còn những biểu hiện của chị Dung như thế nào? Chào Quyền Linh, chào bác sĩ, chào quý vị khán giả. Tôi 50 tuổi mà cũng bị bệnh tiểu đường 5 năm rồi. Mà do tôi uống thuốc đều đặn, với lại ăn uống kiêng khem nữa, cho nên sức khỏe cũng rất là ổn định, đường huyết cũng ổn định. Lúc đầu tay chân tôi nó cứ bị tê bì, đau nhức châm chích, rồi lại không có thấy cảm giác nữa. Nhiều lúc đó 10 đầu ngón tay ngón chân nó đau rát bỏng hết. Những cái cơn đau hay xuất hiện vào ban đêm, không có theo một cái chu kỳ khu trú nào nhất định hết á. Nó cũng có giảm đi khi mà tôi hoạt động. Tôi rất là lo lắng, không có biết là mình bị bệnh gì mà có gì nguy hiểm không. Hôm nay nhờ bác sĩ tư vấn giùm. Qua phần chia sẻ của anh Bình với chị Dung á, thì chúng ta thấy được rằng là người bệnh tiểu đường rất dễ bị tê bì chân tay, mặc dù có mức độ nặng nhẹ khác nhau và những cái biểu hiện khác nhau. Vậy bác sĩ có thể cho biết là tiểu đường gây những biến chứng gì? Tê bì chân tay có phải là biến chứng sớm nhất và phổ biến nhất của bệnh nhân tiểu đường hay không ạ? Bệnh tiểu đường nó có rất là nhiều biến chứng nguy hiểm như là anh Quyền Linh nói. Quan trọng nhất đó là những biến chứng về thần kinh và mạch máu và hệ thống tim. Rồi sau đó là đến biến chứng thận, rồi biến chứng thần kinh, biến chứng mắt và những cái biến chứng khác nữa, rất là nhiều biến chứng khác. Và những biến chứng nguy hiểm đó thì đều được khống chế tới mức tối đa khi mình, cái đường huyết mình đạt được cái mục tiêu như bây giờ HbA1c và đường huyết đạt mục tiêu như là các bác sĩ mà điều trị theo dõi cho chị. Tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng ta vẫn phải chịu cái ảnh hưởng, bởi vì nó vẫn ảnh hưởng chứ không phải nó hoàn toàn khỏi. Cái người tiểu đường vẫn có những cái biến chứng, tại vì về lâu dài thì cái hệ thống thần kinh, cái sợi thần kinh ấy, nó sẽ bị ảnh hưởng của vấn đề rối loạn đường huyết mà tiềm tàng từ lâu. Rồi nó làm thay đổi cái nuôi dưỡng của cái tế bào thần kinh, nó làm biến đổi cái sợi trục của tế bào thần kinh, của cái sợi thần kinh. Vì vậy nó làm cho cái người giận bệnh cứ rối loạn cảm giác, thậm chí mất cảm giác, thậm chí tăng cảm giác. Cho nên chị vừa lúc chị tê chị sờ không thấy, rồi cũng có lúc là chị thấy là chị động chạm một cái gì đó là mình lại đau hơn bình thường. Thậm chí có khi thì lẽ ra không đau mình đau, hoặc là mình có những triệu chứng rát bỏng hay là khó chịu. Riêng ở bệnh nhân tiểu đường thì cái hiện tượng tê bì chân tay nó có thể là những biểu hiện rất là sớm. Tuy nhiên cái biểu hiện này nó cũng có thể đeo đuổi bệnh nhân suốt cuộc đời, bởi vì thực sự thì nó là dấu hiệu báo hiệu của, có thể là của bệnh. Nhưng kể cả khi mình được kiểm soát đường huyết rất là tốt như là chị Dung, ăn uống kiêng khem đủ, thì cái hiện tượng này nó vẫn có thể còn, bởi vì nó liên quan đến cái tổn thương mạn tính của cái hệ thần kinh ngoại bi. Khi mà đường huyết nó bị
xáo trộn, bị thay đổi. Vì không phải lúc nào mình cũng kiểm soát được đường huyết tốt. Cũng có những thời kỳ, những cái giai đoạn mình không kiểm soát được đường huyết tốt. Vì vậy những cái giai đoạn đó thì ảnh hưởng của đường huyết, ảnh hưởng của các cái gốc oxy tự do liên quan đến rối loạn chuyển hóa đường, nó đã ảnh hưởng đến cái hệ thần kinh này rồi. Và nó sẽ làm cho cái hệ thần kinh này nó cứ tiến triển mãn tính theo cái thời gian bị bệnh của mình. Mình càng bị bệnh kéo dài thì có thể cái thời gian, cái biểu hiện này nó càng nặng lên. Nếu như mình không biết cách khắc phục một cách bài bản về gốc của bệnh cũng như là các cái triệu chứng liên quan. Bác Thư có nhắc đến là biến chứng thần kinh ở người bệnh tiểu đường. Vậy thì bác thể nói cụ thể hơn biến chứng thần kinh mạch máu bệnh tiểu đường là gì, và cái gì nó liên quan đến tê bì chân tay, tại sao là như vậy? Cái cơ chế tổn thương thần kinh ngoại viên cho tiểu đường nó liên quan đến tổn thương mạch máu. Tại vì bản chất của bệnh tiểu đường với những cái rối loạn đường huyết nó làm tổn thương các cái nội mạc mạch máu, và trước hết là cái mạch máu nhỏ nó sẽ bị tổn thương đầu tiên. Và khi tổn thương cái nội mạc mạch máu, cái mạch máu nó sẽ dày lên và cái hệ thống mạch máu nó sẽ bị thu hẹp lại. Và tất cả các dây thần kinh luôn luôn được đi kèm theo những cái sợi thần kinh để nuôi dưỡng cái sợi thần kinh đó. Vì vậy nếu như tổn thương mạch máu, nó sẽ làm cho cái hệ thống thần kinh ngoại biên không được nuôi dưỡng. Và khi nó không được nuôi dưỡng thì các cái sợi thần kinh nó sẽ bị tổn thương. Đầu tiên là tổn thương cái bao myelin, rồi nó tổn thương cái sợi trục, và nó làm cho cái dẫn truyền thần kinh nó bị gián đoạn, bị chậm lại, hoặc là nó bị rối loạn, không dẫn truyền được. Và cái tổn thương đó là tổn thương mạn tính. Vì vậy bây giờ mình có kiểm soát được thì mình làm cho cái triệu chứng đó nó không nặng lên. Chứ còn mình không triệt tiêu được nó, còn muốn triệt tiêu được nó hoặc là muốn giảm nữa thì mình phải có những cái biện pháp bổ sung khác nữa để mình khắc phục cái hậu quả mà gọi là những cái biểu hiện rất là sớm, nhưng mà nó lại đeo đẳng cái người bị bệnh tiểu đường gần như là suốt đời. Cảm ơn bác Thư. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với tình huống của chương trình. Mày coi cái gì đó mà mày cười bà vậy? Cái gì vậy? Đang yêu phố. Trời ơi, tuổi tôi mà yêu chắc hồi xuân quá à. Mắc cười lắm, trên mạng có nhiều cái mắc cười lắm. Nè, để mẹ đọc buôn nghe. Nè, đây nè. Chồng hỏi vợ, em đang làm gì đó? Bà vợ nói sao? Bà vợ nói sao? Bà vợ mới nhắn lại là em đang ôm. Cái ông chồng hỏi chứ, em ôm ai? Ôm thằng nào? Cái ông vợ vợ nói sao? Vợ nói ôm là em bệnh đó, là tại vì nó không để dấu, ôm không có bao dấu sắc á, nó nhắn tin á. Bởi tôi nói nhắn tin mà không có hỏi dấu cũng nguy hiểm đúng rồi con. Em ôm hai ngờ. Trời ơi, nếu làm mà đúng rồi. Dạ. Hai ngờ tôi tưởng hai người. Nhưng mà ý của bà vợ nó là bị ốm hai ngày rồi. Đó. Trời ơi, mà nó viết tắt nữa chứ trời ơi. Bởi tôi nó đồng nhiều cái cười đau bụng luôn á. Nhưng mà mẹ. Ê trời. Thấy không? Gì vậy? Cái chân mày bị chuột rút. Đừng đục. Đây mẹ. Ui trời. Chuột rút. Lúc mình mới bẻ lên. Trời ơi, có tay tê nữa. Không có cảm giác gì hết trơn. Ủa mới nãy mới quơ quơ mà giờ tê lẹ vậy. Trời ơi sao mà nó kỳ quá. Mà bị chuột rút thường xuyên nữa đó con. Mày bị lâu chưa? Bị lâu chưa hả? Cô không có nhớ nữa. Mà sao tối ngủ ưa bị. Nói rồi trời ơi, mà tao nói bị là không có ngủ nghe gì được. Mà nó nhức có đau nè. Kỳ quá. Ui dạ. Mẹ. Cái gì? Cái gì vậy? Được. Cái gì vậy? Từ ra sắp lên mẹ không được ăn mấy món này nha. Không được ăn tinh bột, không được ăn đồ ngọt, không được ăn tất cả những thứ này. Con dẹp. Mẹ bị tiểu đường hả? Con nghi mẹ bị tiểu đường lắm á. Nghi gì mẹ bị tiểu đường, nhưng mà mẹ ổn định rồi. Mẹ biết của mẹ không sao trơn. Lâu lâu mẹ ăn không nhầm gì trơn á. Không có được. Bây giờ muốn ăn á thì trước tiên phải đi khám mới được chứ. Chắc cũng phải đi khám á. Tại vì mẹ thường xuyên bị tê tay, tê chân, cái này bị chuột rút. Đi khám nha. Qua cái tiểu phẩm vừa rồi á thì tôi cũng có chung một cái thắc mắc như là nhân vật ở trong tiểu phẩm vậy đó, là không biết cái bệnh tê bì chân tay mà do biến chứng thần kinh mạch máu của bệnh nhân tiểu đường á, nó có cái gì khác với lại cái bệnh tê bì tay chân ở những cái nguyên nhân bệnh lý khác. Thực sự thì cái chuyện tê bì chân tay nó cũng khá là nhiều nguyên nhân. Thậm chí nó nhiều khi nó không rạch ròi ra từng loại một đâu. Tại vì nhiều khi một người có nhiều bệnh lắm chứ không phải chỉ có một bệnh. Tuy nhiên thì cái đặc điểm của tê bì chân tay do tiểu đường, nó là những hiện tượng tê
ở đầu các chi, biểu hiện đầu tiên, các ngón. Rồi cái tê này thì nó có lúc có lúc không, nó làm cho người ta rất là khó chịu. Và kèm theo thì nó lại dị cảm nữa, tức là kiểu như cái mình sờ mình không cảm giác thật, hoặc là mình lại không cảm thấy, nhiều người sờ vào mình cũng không thấy, hoặc là mình lại có tăng cái cảm giác đau nó lên. Và đặc biệt là cái triệu chứng giảm cảm giác nó làm cho rất là nguy hiểm. Thí dụ mình sờ vào cái vật nóng mình không biết, vì vậy mình dễ bị bỏng. Hoặc là cái người mà bắn chân tiểu đường á, thì người ta đi không đi dép cho nên người ta dẫm vào cái đinh, có người ta cũng không biết nữa. Thì những cái vết thương mà lại ở trên người tiểu đường, một cái cơ địa rất là dễ bị nhiễm trùng, thì đây là một cái điều rất là nguy hiểm. Thì đó là một cái đặc điểm quan trọng nhất của cái tê bì do tiểu đường. Đó là rối loạn cảm giác, mất cảm giác, thậm chí loạn cảm. À, thưa bác Thư, thì thật sự nãy giờ mình nói chuyện mình thấy rằng là bệnh tê bì chân tay là một trong những cái biểu hiện khá phổ biến của những người bị mắc bệnh đái tháo đường. Nhưng mà có rất nhiều người không ý thức được cái mức độ nguy hiểm của nó, hoặc là không chú ý đến nó. Vậy thì qua đây bác có thể cho chúng tôi biết được là cái mức độ nguy hiểm và cái hậu quả nghiêm trọng thế nào nếu như điều đó nó càng ngày càng nặng hơn. Riêng cái chuyện tê bì chân tay nó làm cho mình khó chịu. Nhiều khi nửa đêm dậy chân tay tê bại khó chịu, rồi cái cảm giác nó cứ đeo đuổi mình suốt cả ngày, nó cũng làm khó chịu, làm giảm cái chất lượng sống của mình. Ngoài ra thì như mình nói, cái tăng cảm giác, cái mất cảm giác, cái rối loạn cảm giác nó ảnh hưởng đến rất là nhiều những cái hoạt động của mình, mà làm cho mình không nhận biết được những cái nguy hiểm xung quanh. Thì chính cái điều đó nó làm cho mình có thể bị thương, những cái vết thương trên bệnh nhân tiểu đường rất là khó chữa. Mình biết là cái người tiểu đường mất cảm giác của chân, cho nên người ta có thể vì bị cái nhiễm tiểu trùng ở chân rồi làm có nguy hiểm đến tính mạng. Tại vì nhiễm trùng ở chân là tháo khớp, là cắt cụt, là tất cả mọi thứ. Vì vậy thực sự thì cái triệu chứng tê bì nhiều khi nó chỉ là nhỏ thôi, nhưng bản thân nó lại là một cái dấu hiệu cảnh báo là mình phải đi khám. Thậm chí có thể mình phát hiện được bệnh nhờ cái triệu chứng đó. Cũng có thể là triệu chứng báo cho mình biết là đường huyết của mình chưa chắc đã ổn. Còn tới nếu đường huyết của mình mà ổn thì nó cũng là triệu chứng mình báo cho biết rõ ràng là cái hệ thống thần kinh ngoại bi của mình nó cũng đã bị ảnh hưởng của bệnh rồi, chứ không phải là nó đã khỏi hoàn toàn do mình kiểm soát được đường đâu. Một cái bệnh mãn tính không khỏi được hoàn toàn, mình chỉ khống chế cái biến chứng của nó thôi. Và cái biến chứng đó nó vẫn âm ỉ thì mình phải tìm các biện pháp khác để bổ sung thêm. Tại vì cái tế bào thần kinh của mình một khi nó tổn thương nó đâu có hồi phục hoàn toàn được đâu. Nhất là theo tuổi rồi, nó cũng thoái hóa theo tuổi tác của mình và nó cũng đan xen với những cái bệnh lý khác nữa. Vì vậy rõ ràng thì bên cạnh cái vấn đề mình kiểm soát đường huyết, chế độ ăn uống sinh hoạt thì mình phải tìm mọi cách để bổ sung, để hồi phục cái tế bào thần kinh mà nó đã bị thoái hóa gây ra cái triệu chứng tê bì chân tay của bệnh tiểu đường. Dạ, cảm ơn bác Thư. Chúng ta sẽ đến với tiểu phẩm của chương trình. Vitamin Plus hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bạn bị hoa mắt, chóng mặt, ù tai, đau nửa đầu. Bạn bị tê bì chân tay, viêm dây thần kinh thấp khớp. Người già thoái hóa mắt. Bạn bị stress, căng thẳng thần kinh dẫn đến khó ngủ. Thực phẩm chức năng Vitamin Plus với các thành phần chính như cao blueberry, ginkgo biloba, fusutamin, riboflavin là vitamin B2, pyridoxin là vitamin B6, kết hợp với natri chondroitin sulfat mang lại các công dụng giúp tăng cường lưu thông máu, giúp tăng cường tuần hoàn não trong các trường hợp đau nửa đầu, thiếu máu não, sau tai biến mạch máu não do sờ vữa động mạch, giúp giảm tình trạng sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ, stress, mất ngủ do căng thẳng thần kinh. Vitamin Plus giúp hỗ trợ điều trị tê bì chân tay, dị cảm đầu chi, giúp giảm các biến chứng thần kinh và mạch máu ở bệnh nhân đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid. Sản phẩm này còn giúp hỗ trợ điều trị đau dây thần kinh, đau mỏi lưng và vai gáy, đau do thoái hóa xương khớp, nhức mỏi mắt. Vitamin Plus giúp tăng cường lưu thông máu và bảo vệ hệ thần kinh. Sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia, 116 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ 1900 54 54 39. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Rất nhiều người chấp nhận quá trình xương suy yếu song hành cùng tuổi tác, dẫn đến đau nhức xương, loãng xương dẫn đến gãy xương, đau cột sống thắt lưng, giảm chất lượng cuộc sống. Vững cốt Vinh Gia chứa đa dạng các khoáng chất cần thiết cho xương. Tôi đã có giải pháp tốt hỗ trợ giúp mình vận động dẻo dai và đủ sức khỏe chăm sóc gia đình. Vững cốt Vinh Gia giúp tôi bảo vệ xương luôn chắc khỏe, giúp hỗ trợ phòng và điều trị loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương do tuổi, nhờ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần kéo dài tuổi thọ. Vững cốt Vinh Gia, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nè nè nè, tập thể dục với mẹ, tập thể dục. Bây giờ con với mẹ mà hai người cùng tập một lúc thì làm sao cái móng nhà mình chịu nổi mẹ? Mẹ. Ừ, sao? Rồi. Gì? Mẹ có thấy đau không? Đau gì đó? Cái chân mình bị trầy kìa. Ủa? Trầy nào vậy? Ủa mà sao? Mẹ không nghe đau hả? Không. Biết đâu đụng ở đâu vậy ta? Tôi chết. Sao không đau?
Cái gì vậy? Con làm gì nghiêm trọng vậy? Mẹ. Gì? Mẹ ơi. Cái chân nó trầy chút mà làm cái ghê vậy? Không có, cái này là biểu hiện bất thường của cơ thể mình đó, mẹ hiểu không? Giống như là ba của bạn con kìa, hồi đó đó là cũng có biểu hiện như mẹ đó, bị tê tay đúng không? Gì đó? Cái liên quan gì tới cái vụ này? Đây nè, đi xe bị quẹt xe một cái, đứt một đường. Mà đâu có ai đâu. Về nhà cái bắt đầu cái nó lỡ nó ăn, cái bắt đầu đi bệnh viện tháo cái lóng. Cái lóng nó không lành, cái lên tới cái móng. Ngón nguyên ngón nó lên tới cái cùi tay. Xong cái nó ăn nữa lên tới cái cùi chỏ. Ăn luôn tới cái nách. Ái, nó tới ghê quá à. Trời ơi, nè nó nghe mẹ không chịu đâu, mẹ không chịu chống nạn, mẹ ngồi xe lăn đâu, mẹ không chịu đâu nha. Không sao mẹ ơi, bây giờ kỹ thuật người ta tiên tiến lắm. Bây giờ người ta lắp tay chân giả rồi có cái dây gắn. Nên trời ơi, tôi nói rồi nghe, tứ chi tôi mà có tháo một cái nào là tôi chết cho mọi người vừa lòng. Thôi con hiểu mà. Nói chung là có cái gì mà thay đổi trong cơ thể mình là mình không có chịu được, đúng không? Bây giờ gắn cái đồ giả vô không thích. Đúng. Ba với con còn rất là khỏe. Nếu mà có lỡ cục cái giò thì ẩm mẹ cũng được. Trời, cái con này nó phải là con tuôn nữa. Tôi đã sợ mà cứ nói nhát hoài à. Trời ơi. Công nhận mẹ dễ hù ghê luôn á. Là sao? Nãy giờ con hù mẹ thôi. Nói cho quan trọng quá vấn đề để sao? Để mẹ biết á là cái bệnh của mẹ rất là nghiêm trọng. Nó có thể gây hệ lụy sau này. Bởi vì phải chạy chữa đi. Con chuẩn bị trước rồi. Chuẩn bị gì? Con tham khảo trước rồi. Mẹ công nhận á, lúc mà con dọn phòng cho mẹ, con đã cài hàng vô đây rồi. Mẹ cài hàng? À, sao để đâu vậy? Để đâu mà sao tôi dọn phòng mà tôi không biết vậy? Ê, thăng. Thuốc nữa hả? Thuốc. Uống hả? Trời ơi, có tin được hay không? Có tiền vitamin B1 nè, tất cả vitamin nhóm B, chondroitin, Ginkgo biloba với lại cao blueberry. Bây giờ cái hộp có bị lớn vậy không uống? Thôi để đi mua cái xe lăn bự để thuốc. Không, thuốc tốt thì phải uống thôi, không muốn ngồi xe lăn. Gái mập, em mập, coi mẹ của con làm sao? Mẹ dạo này rất là đẹp. Rất là xinh. Mà đã vậy còn khỏe nữa chứ. Trời ơi, đây nè, con coi nè, cơ bắp mày cuồn cuộn rồi thấy chưa? Nè, đâu có thua gì Lý Đức, đúng không? Mẹ, anh Đức anh lớn rồi. Với lại cái form của mẹ là chỉ có anh Phạm Nhân Mắt vừa thôi. Mẹ công nhận con hay thiệt nha. Dạ. Con biết cái bệnh của mẹ, con đưa cái sản phẩm đó, trời ơi, uống có mấy hộp thôi là tay chân mẹ bình thường không có bị tê nữa, đỡ ghê luôn nha. Nó vừa giảm tê mà nó còn hỗ trợ cho cái bệnh của mẹ nhanh hơn nữa. Đó, bởi vậy con gái tôi là gái được, gái mập. À, qua tiểu phẩm thì chúng ta thấy những cái biện pháp hỗ trợ xoay quanh những cái người có biểu hiện tê bì chân tay liên quan đến tiểu đường. Nhưng mà những người đó thì thường xuyên ít chú ý, bởi vì tê bì chân tay người ta cảm giác là nhẹ nhưng mà khi hậu quả xảy ra thì rất là nguy hiểm. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết cách khắc phục tê bì chân tay cũng như biến chứng thần kinh mạch máu dẫn tới biểu hiện sớm tê bì chân tay ở bệnh nhân tiểu đường là như thế nào không ạ? Thì trên bệnh nhân tiểu đường thì chắc chắn là điều trước tiên phải là kiểm soát đường huyết bằng thuốc. Nhờ các bác sĩ chuyên khoa cho mình khám bệnh, cho mình các loại thuốc. Thậm chí thuốc tiểu đường có 7-8 nhóm cơ. Kết hợp làm sao để mình đạt được cái đường huyết mục tiêu và HbA1c mục tiêu. Bên cạnh đó là mình có chế độ ăn uống dinh dưỡng như chị nói. Mình phải vận động, tập luyện, ăn uống dinh dưỡng đúng theo cái chế độ đó. Phải giảm đường, giảm bột, tăng cường vitamin và khoáng chất. Hiện nay nó có hẳn một gam hàng gọi là thực phẩm bổ sung hay là thực phẩm chức năng để hỗ trợ cho các cái điều trị vừa nãy của mình. Thì tất cả những cái đó là mình phải sử dụng. Vì vậy, đối với bệnh tiểu đường thì làm sao chúng ta phải sử dụng một cách khôn ngoan các cái loại thực phẩm chức năng để bảo vệ cho cái hệ thống thần kinh của mình. Thì trong cái sản phẩm Vinamin Plus nó có sự kết hợp giữa tiền vitamin B1, B2, B6, Ginkgo biloba hoặc là cao blueberry từ quả việt quất, thì kết hợp các cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho cái chuyện lưu thông mạch máu, tăng cường cái tuần hoàn. Cái tuần hoàn này nó lại nuôi dưỡng những cái tế bào thần kinh và nó lại phục hồi thần kinh, rồi phục hồi những cái tổn thương thần kinh đã cũ, đồng thời ngăn chặn những cái tổn thương thần kinh mới, cũng như là nó nuôi dưỡng, làm dinh dưỡng cho cái tế bào thần kinh. Vì vậy nó sẽ giúp cho chúng ta thứ nhất là điều trị cũng như là phòng ngừa được cái tổn thương thần kinh ngoại biên liên quan đến bệnh tiểu đường cũng như là một số những cái bệnh lý mà cũng bị ảnh hưởng đến thần kinh ngoại biên khác.
Trước khi đến với câu hỏi tiếp theo thì Quỳnh Linh cũng xin hỏi anh Bình và chị Dung ở đây, chúng ta có thể chia sẻ một vài cái kinh nghiệm nào đó trong cách điều trị của mình, bởi vì tôi biết rằng hiện nay các bệnh của anh chị cũng đang được cải thiện rất là tốt đúng không ạ? Thì sau khi xác định được bị bệnh tiểu đường thì tôi đã sử dụng liệu trình chữa trị của bác sĩ là đúng, rồi ăn uống điều độ, rồi tập luyện này nữa, thì cho nên là hiện nay là cái đường huyết của tôi nó đã cân bằng ổn định. Tuy nhiên để phòng trị thêm các cái biến chứng về tê bì chân tay thì tôi có sử dụng thêm Vindaman Blood mỗi ngày 2 lần để đảm bảo cho cái việc là không bị biến chứng tê bì chân tay. Vậy thì anh đã sử dụng bao lâu và tình trạng sức khỏe của anh hiện nay thế nào? Tôi đã sử dụng liên tục 6 tháng thì đến hiện nay thì giấc ngủ của tôi là rất là tốt và chân tay cũng không có bị tê buốt nữa như ngày xưa nữa. Thưa bác sĩ, trong cái tình huống vừa rồi nhắc đến những cái thành phần như là fosfotiamin B2, B6 và các chất khác, vậy bác sĩ có thể phân tích kỹ hơn các thành phần trên khắc phục cái tê bì chân tay cũng như biến chứng thần kinh mạch máu cho bệnh nhân tiểu đường theo cơ chế nào không ạ? Để mà khắc phục được cái biến chứng thần kinh ngoại biên của bệnh lý đái tháo đường, ngoài cái việc điều trị như vừa nãy tôi nói, chúng ta phải có những cái biện pháp bổ sung bằng cách là tăng cường cái tuần hoàn cũng như là tăng cường cái nuôi dưỡng của những cái sợi thần kinh ngoại biên mà nó đã bị tổn thương gây nên cái tê bì ở tay của mình. Vì vậy rõ ràng là chúng ta sẽ phải sử dụng những cái sản phẩm tăng cường cái nuôi dưỡng thần kinh ngoại biên cho cái người bệnh. Và cái sản phẩm Vindaman Plus nó đáp ứng được cái nhu cầu đó. Trước tiên thì nó sẽ có các cái loại vitamin nhóm B mà vừa nãy anh Quyền Linh có nói đến, cái fosfotiamin đó là một cái tiền vitamin B1. Thì tiền vitamin B1 cộng với vitamin B6, B2 nữa thì nó sẽ giúp cho làm tăng cường nuôi dưỡng của cái tế bào thần kinh. Nó làm cho tế bào thần kinh nó phục hồi, nó dẫn truyền cái thần kinh nhanh hơn khi mà nó đã bị tổn thương, đặc biệt là tổn thương mãn tính như là trong những trường hợp như của chị Dung hoặc là của anh Bình. Ngoài ra thì cái sản phẩm này nó còn có nhiều cái loại thuốc nữa. Thí dụ là nó có Ginkgo biloba, nó là một cái loại chiết xuất từ một cây thảo dược là cây bạch quả. Nó giúp cho tăng cường cái nuôi dưỡng của thần kinh và nó có trong các cái loại sản phẩm thuốc mà để tăng cường tuần hoàn não. Rồi nó có thêm cái chất Condroitin xuyên phát, nó cũng được coi như là một cái chất để bảo vệ những cái sụn khớp hay là bảo vệ nuôi dưỡng những cái tế bào liên quan đến cái sợi myelin của cái tế bào thần kinh. Ngoài ra thì chúng ta thấy là trong đó nó còn có một cái chất dẫn xuất từ cái cây việt quất, tức là cao blueberry, thì nó cũng có một cái tác dụng để tăng cường tuần hoàn rồi giảm cái oxy, gốc oxy tự do. Vì vậy thì tập hợp của tất cả những cái dược chất như vậy thì chúng ta thấy là nó sẽ giúp cho, hỗ trợ cho cái tế bào thần kinh ngoại biên để nó cải thiện được những cái tổn thương cũ và nó nuôi dưỡng tế bào thần kinh, nó phục hồi phần nào cho cái tế bào thần kinh mà nó đã bị thoái hóa theo bệnh rồi theo tuổi nữa. Tại vì mình cũng không phải là chỉ có một mình ảnh hưởng của bệnh đái tháo đường đâu, mình còn liên quan đến tuổi tác của mình nữa và liên quan đến những cái bệnh cùng mắc của mình nữa. Vì vậy thực sự thì cái chuyện mà mình sử dụng những cái dưỡng chất mà ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh liên quan đến tuần hoàn cũng như là thần kinh ngoại vi, nó sẽ hỗ trợ cho cả bệnh lý của bệnh tiểu đường cũng như là bệnh lý mà cơ thể mình có thể mắc phải ở cái tuổi mà từ 50-40 trở lên. Qua những cái tìm hiểu á, thì tôi cũng đã thấy ở trong Vitamin Plus á, có đủ các thành phần đã nêu ở trên. Vậy thì sẵn đây bác sĩ có thể tư vấn cho tôi với lại khán giả cái cách mà mình sử dụng á, để giảm cái tình trạng tê bì tay chân cũng như là những cái biến chứng về thần kinh mạch máu ở người bệnh nhân bị tiểu đường như thế nào để cho nó hiệu quả, với lại những cái lưu ý trong khi mà mình điều trị đó sĩ. Thực sự thì như chị nói, chị đã kiểm soát tốt được đường huyết, đã có chế độ ăn uống rất là tốt như là các thầy thuốc hướng dẫn, đã có chế độ tập luyện tốt. Tuy nhiên thì chúng ta thấy thực sự cái vấn đề tê bì chân tay nó vẫn còn. Vì vậy thì thực sự chị có thể sử dụng cái sản phẩm Vindaman Plus để cải thiện cái tổn thương cái thần kinh ngoại biên mà tôi nghĩ là nó đã vốn có ở chị từ lâu rồi, tại vì chị mắc bệnh đã 5 năm rồi. Và với cái sản phẩm này thì mình thấy là nó sẽ hoàn toàn là sản phẩm từ thiên nhiên, từ các vitamin nhóm B, Ginkgo biloba, như là cây việt quất,
như là công đô tin xuyên phát toàn là từ thiên nhiên thì thực sự nó không có tương tác gì với những cái thuốc tiểu đường mà chị uống. Vì vậy chị có thể uống sáng một viên, chiều một viên với cái thời gian kéo dài từ 3 tháng, 6 tháng rồi mình có thể đánh giá cái kết quả để mình cứ tiếp tục sử dụng. Mình phải kiên nhẫn, kiên trì. Vì vậy bên cạnh vấn đề điều trị chị có thể sử dụng như thế. Và tôi nghĩ là nó có thể cải thiện cho chị giống như anh Bình, anh ấy uống anh cũng thấy cải thiện và anh cũng đỡ được cái tê bì chân tay của anh ấy. Vậy thì những bệnh nhân á, mà bệnh tiểu đường không có dấu hiệu tê bì chân tay hoặc là đã chữa khỏi, vậy có nên dùng vitamin B để đề phòng những cái biến chứng về thần kinh mạch máu và cái liều dùng như thế nào? Cái chuyện biến chứng thần kinh ngoại biên của tiểu đường nó là một trong những vấn đề kinh điển lắm. Nó sẽ theo mình theo thời gian. Có thể thời gian này mình chưa bị, thời gian sau mình bị, bởi vì cái thời gian kéo càng dài thì cái hiện tượng thoái hóa của cái thần kinh ngoại biên nó càng biểu hiện. Cho nên nếu như mà mình cẩn thận để phòng ngừa, mình vẫn có thể uống để phòng ngừa những cái triệu chứng, chứ còn đừng chờ đến khi mà bị. Tại vì thực sự mình thấy sản phẩm nó không có những cái tác dụng phụ, nó toàn hoàn toàn xuất phát từ thiên nhiên, mà nó có tác dụng không những chỉ là để phục hồi, để sửa chữa cái tổn thương, mà nó còn bảo vệ và nó còn có thể cải thiện, nuôi dưỡng cái tế bào thần kinh của mình. Thì thực sự thì mình vẫn có thể sử dụng phòng ngừa, chứ đâu có chờ đến khi nào tê bì chịu không nổi rồi mới đi uống. Thực sự mà nói thì người bệnh đái tháo đường hiện nay thì họ có thể không gặp nguy hiểm bởi vì họ kiểm soát tốt cái đường huyết. Nhưng họ luôn luôn gặp nguy hiểm bởi những cái biến chứng. Thì đúng rồi. Ví dụ tê bì chân tay nè, ví dụ như là biến chứng thần kinh mạch máu. Vậy thì làm sao để họ có thể sống chung với lũ, làm sao để họ không có những cái biến chứng như là thần kinh mạch máu não vân vân thì kiểm soát thế nào ạ? Thì vừa nãy nói với anh đấy, rõ ràng là mình phải điều trị từ trước khi bị bệnh chứ. Mình biết là bệnh tiểu đường có thể gây ra những biến chứng như vậy. Vì vậy tất cả mọi điều trị thì nhằm đừng xảy ra biến chứng. Sản phẩm Vitamin Plus là một cái loại sản phẩm giúp cho cái người bệnh tiểu đường có thể điều trị, cũng có thể phòng ngừa cái biến chứng thần kinh ngoại biên. Vậy thì có thể nói đến cái hiệu quả của Vitamin Plus, bởi vì không chỉ có điều trị mà có thể phòng ngừa được. Đó là những gì chia sẻ từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Thư và những cái chia sẻ của anh Bình Thị Dung. Hy vọng rằng chúng ta đã có thêm nhiều kinh nghiệm và có thể truyền cho những người nào đó chẳng may mà người ta liên quan đến bệnh tiểu đường và tê bì chân tay cũng như là biến chứng thần kinh mạch máu. Bây giờ sẽ là những cái câu hỏi trực tiếp gửi về cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Anh Thư. Chào chương trình. Tôi năm nay đã 55 tuổi, đã về hưu. Thời gian gần đây tôi ngủ không ngon giấc vì tình trạng đau nhức, tê chân. Tôi có xem chương trình tư vấn sản phẩm chứa Fusotiamin, tức là tiền vitamin B1, B2, B6 và các chất khác. Tuy nhiên, tôi không bị bệnh tiểu đường thì tôi có thể dùng sản phẩm đó để khắc phục tê bì chân tay của tôi được hay không? Xin cảm ơn bác sĩ. Dạ thưa bác, hoàn toàn được ạ. Tại vì thực sự thì vừa nãy cái chương trình vừa nãy mình nói đến bệnh nhân đái tháo đường. Còn chúng ta biết là ở cái tuổi từ 40 trở lên thì bên cạnh bệnh đái tháo đường mình có rất là nhiều bệnh. Và cũng rất là nhiều bệnh nó có thể gây cái tê bì chân tay. Thí dụ như là mình thiếu canxi, thiếu vitamin D, rồi thiếu vitamin nói chung cũng tê bì chân tay. Rồi những cái bệnh nhân mà bị thoái hóa khớp cũng bị tê bì chân tay. Loãng xương cũng tê bì chân tay. Thậm chí bệnh nhân bị viêm khớp cũng có những cái triệu chứng tê bì chân tay. Tuy nhiên thì cái tê bì đó nó cũng hơi khác một chút. Cái tê bì chân tay của bệnh tiểu đường như vừa nãy mình phân tích, nó là như châm chích hay là nó rối loạn cảm giác hay là nó tăng cảm, dị cảm. Thì bên này, cái bệnh lý này nó cũng có những cái yếu tố vừa giống mà cũng vừa khác kèm theo cái bệnh lý mà người ta mắc. Vì vậy như của bác thì có thể bác bị một cái bệnh lý thoái hóa khớp. Vì vậy hoặc là mình bị thiếu một cái dưỡng chất nào đó. Vì vậy bên cạnh cái việc mình phải đến gặp thầy thuốc để mình xác định chính xác cái nguyên nhân, nhưng mà mình vẫn có thể sử dụng cái sản phẩm Vitamin Plus, bởi vì nó cung cấp vitamin B1 thông qua cái tiền vitamin B1, B2 và B6, ảnh hưởng rất là tốt cho cái thần kinh ngoại biên. Ngoài ra thì cái sản phẩm Vitamin Plus còn có dưỡng chất từ cái cây bạch quả, từ cây việt quất, từ công đô tin xuyên phát. Vì vậy tất cả những cái sản phẩm đó nó có thể giúp cho mình chữa được cái tê bì chân tay mà không chỉ của bệnh đái tháo đường. Thưa bác sĩ, tôi năm nay 50 tuổi, tôi bị bệnh tiểu đường gần chục năm rồi mà bị biến chứng nhẹ sang mắt phải, ngoài ra còn biểu hiện tê bì các ngón tay, thỉnh thoảng bị đau nhức, nhất là thời điểm sáng ngủ dậy, vùng chân thì bị tê mất cảm giác luôn.
Có lúc cảm thấy bỏng rát và châm chích rất khó chịu, khiến tôi mất ngủ nhiều đêm. Tôi đã sử dụng một số loại thuốc nan y như bệnh không hề thuyên giảm. Vậy bác sĩ có thể tư vấn cách cải thiện tình trạng tê bì chân tay với tôi không ạ? Xin cảm ơn bác. Mình đã bị tiểu đường tới 10 năm rồi, tới có tất cả những cái biểu hiện rất là điển hình của cái bệnh lý thần kinh ngoại biên do tiểu đường, và cũng là khá là nặng bởi vì nó ảnh hưởng đến chất lượng sống, ảnh hưởng đến giấc ngủ, ảnh hưởng đến lao động sinh hoạt, thậm chí lại còn kèm theo đau nhức. Có lẽ là tôi nghĩ bác cũng có thể bị thêm những cái bệnh lý đồng mắc khác cùng với bệnh tiểu đường, thí dụ như là thoái hóa khớp. Vì vậy rõ ràng thì cái việc mà ngoài cái việc điều trị đái tháo đường như là bác đã được điều trị bởi các bác sĩ chuyên khoa nội tiết, đó là kiểm soát đường huyết bằng thuốc, vận động, dinh dưỡng hợp lý, thì mình vẫn có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm để phục hồi cũng như là để tái tạo cũng như nuôi dưỡng cái hệ thống thần kinh ngoại biên cho mình, như là phân tích vừa rồi của chương trình. Đó là các bác có thể sử dụng cái sản phẩm Vinamin Plus và nên sử dụng lâu dài, bởi vì với cái tình trạng của bệnh của bác là tới 10 năm và cái biểu hiện hệ thần kinh ngoại biên của bác là khá nặng, vì vậy mình nên kiên trì sử dụng lâu dài. Và bên cạnh đó thì mình vẫn phải tập luyện ăn uống dinh dưỡng, và đặc biệt là giữ cái bàn tay, bàn chân của mình lúc nào cũng được sạch sẽ và có cái biện pháp bảo vệ, thí dụ như bao tay hay là luôn luôn phải đi dép để bảo vệ cho cái thần kinh ngoại vi, bởi vì chúng ta sẽ không được cảnh báo bởi cái vấn đề đau hay là vấn đề gì khi mà chúng ta động chạm hay là có một cái chấn thương nhẹ nhẹ gì ở bàn chân. Vitamin Plus hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Rất nhiều người chấp nhận quá trình xương suy yếu song hành cùng tuổi tác, dẫn đến đau nhức xương, loãng xương dẫn đến gãy xương, đau cột sống, thắt lưng, giảm chất lượng cuộc sống. Vững Cốt Vinh Gia chứa đa dạng các khoáng chất cần thiết cho xương. Tôi đã có giải pháp tốt hỗ trợ giúp mình vận động dẻo dai và đủ sức khỏe chăm sóc gia đình. Vững Cốt Vinh Gia giúp tôi bảo vệ xương luôn chắc khỏe, giúp hỗ trợ phòng và điều trị loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương do tuổi, nhờ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần kéo dài tuổi thọ. Vững Cốt Vinh Gia, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ngay bây giờ thì quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi để được tư vấn miễn phí theo số điện thoại rất là quen thuộc 1900 1259 hoặc là 0896 509 509, quý vị nhé. Một lần nữa thì cảm ơn nhãn hàng Vinamin Plus giúp tăng cường lưu thông máu và bảo vệ hệ thần kinh của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì Quỳ Linh cùng chuyên gia cùng các khách mời xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại, chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào. Tê bì chân tay là dấu hiệu sớm của biến chứng thần kinh mạch máu ở bệnh nhân tiểu đường. Khi đó người bệnh có cảm giác tê bì, kiến bò, kim châm đau cơ hoặc mất cảm giác, nóng bỏng hay tê lạnh, thậm chí rát bỏng ở đầu ngón tay, ngón chân. Đau hay tê tự phát vào ban đêm, không có chu kỳ, không khu trú, đặc biệt là đau cả lúc nghỉ ngơi nhưng lại giảm đi khi vận động. Khi tổn thương thần kinh ngoại biên nặng do tiểu đường, bệnh nhân có thể bị teo cơ liệt nhẹ. Khi đó cảm giác ở bàn tay, bàn chân giảm, mức độ sừng hóa da tăng lên, có thể xuất hiện các ổ loét da giữa các vùng sừng hóa mà người bệnh không biết. Biến chứng thần kinh ở chi dưới có thể gây ra tình trạng hoại tử, khiến cho người bệnh có nguy cơ chịu tàn phế vì phải phẫu thuật tháo dần các khớp. Sau khi mà được bác sĩ tư vấn và tìm hiểu thêm thì tôi đã sử dụng sản phẩm Vinamin Plus gồm có các thành phần Fusosilamin, B2, B6, Cao Luberi. Tháng đầu tiên thì tôi dùng 4 viên trong một ngày, chia làm 2 lần. Qua tháng đó thì tôi uống một ngày 2 viên và 2 lần trong ngày. Sau khi sử dụng 3 tháng thì tôi thấy các triệu chứng tê tay chân đã giảm hẳn, giấc ngủ cũng đến dễ dàng hơn. Rồi mọi cái sinh hoạt đi lại của tôi trong cuộc sống thường ngày cũng thoải mái, vui vẻ hơn. Bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm hỗ trợ điều trị, người bệnh tiểu đường cần phải bổ sung chế độ dinh dưỡng hợp lý, thực hiện những bài tập vận động phù hợp kết hợp với những bài massage chân cũng như phương pháp massage tay chân hàng ngày. Vitamin Plus tăng cường lưu thông máu và bảo vệ hệ thần kinh.